Chào mừng quý vị và các bạn đến với bản tin quân sự 20 giờ của chúng tôi. Thưa quý vị và các bạn, thương trường nhiều lúc khốc liệt hơn cả chiến trường. Nhận định này đặc biệt đúng khi quan sát hoạt động mua sắm vũ khí mới đây của Indonesia. Là quốc gia đông dân nhất Đông Nam Á, giữ một vị thế chiến lược ở khu vực châu Á Thái Bình Dương. Đương nhiên, các kế hoạch hiện đại hóa quốc phòng của Indonesia đều được các cường quốc công nghiệp quân sự săn đón. Nhằm hiện đại hóa đội bay chiến đấu F-16 Su-27-30 của mình, ban đầu Indonesia nhắm đến nước Nga, với hợp đồng máy bay chiến đấu đa chức năng Su-35S trị giá khoảng 1,1 tỷ USD. Tuy nhiên, do lo ngại lệnh cấm vận của Mỹ với ngành công nghiệp quốc phòng Nga, Indonesia đã hủy thỏa thuận này để tìm kiếm một đối tác khác. Trong hoàn cảnh đó, nước Pháp nổi lên như là nhà cung cấp quốc phòng hàng đầu cho Indonesia, thay thế cho Liên bang Nga. Hôm 10 tháng 2, 2022, Reuters dẫn nguồn tin của Bộ Quốc phòng Pháp cho biết Paris vừa đạt được thỏa thuận cung cấp 42 tiêm kích đa năng đa sút Rafan cho Indonesia với giá trị ước tính 8,1 tỷ tí USD, đưa ra các ta trở thành khách hàng mua sắm vũ khí lớn nhất của Pháp ở khu vực Đông Nam Á. Theo kế hoạch, trong giai đoạn đầu, 6 lô chiếc Rafale đầu tiên sẽ được chuyển cho Indonesia vào những tháng tới, còn 36 chiếc còn lại sẽ được chuyển dần trong giai đoạn 2 vào cuối năm 2022 hoặc giữa năm 2023. Ngoài ra, Tập đoàn Công nghiệp Hải quân Naval Group của Pháp còn ký với công ty PT-PAL của Indonesia, bản ghi nhớ về hợp tác trong nghiên cứu và phát triển tàu ngầm, đặt tiền đề cho việc Indonesia mua hai tàu ngầm tấn công đi điện, lớp Scorpene, sẽ là sự cứu vãn lại mặt mũi của nước Pháp sau khi tuột khỏi tay hợp đồng đóng tàu ngầm trị giá 65 tỷ USD cho Hải quân Australia. Australia sau đó đã loại nước Pháp khỏi cuộc chơi bằng thỏa thuận AUKUS với Anh và Mỹ. Những tường hợp đồng này đã chắc như đinh đóng cột, nhưng không chỉ một ngày sau khi Pháp và Indonesia ký thỏa thuận mua tiêm kích đà phản, Bộ Ngoại giao Mỹ đã lập tức thông qua kế hoạch bán 36 máy bay chiến đấu F-15 và các trang thiết bị quân sự khác với tổng trị giá 13,9 tỷ USD cho Indonesia. Theo Bộ Ngoại giao Mỹ, việc phê duyệt thương vụ mua sắm quốc phòng này nhằm cải thiện an ninh cho các đối tác của Hoa Kỳ trong khu vực. Cơ quan này nhấn mạnh, an ninh của các đối tác trong khu vực là rất quan trọng đối với sự ổn định chính trị và tiến bộ kinh tế ở khu vực châu Á-Thái Bình Dương. Mặt khác, cũng theo Bộ Ngoại giao Mỹ, thương vụ mua bán nêu trên sẽ không ảnh hưởng đến cán cân quân sự cơ bản trong khu vực. Về phía Lầu Năm Góc, hiện vẫn chưa có thông tin chi tiết về việc liệu hợp đồng mua bán này đã được ký hay chưa. Cụ thể, chính phủ Indonesia đã yêu cầu mua 36 máy bay chiến đấu F-15, phiên bản F-15ID. Ngoài ra, còn đặt mua thêm nhiều động cơ phản lực, đoà đa và các phụ tùng khác để giữ trữ thay thế khi cần. Ngoài ra, hợp đồng này cũng bao gồm gói hỗ trợ kỹ thuật, hậu cần, đào tạo nhân lực, nâng tổng trị giá hợp đồng lên đến gần 14 tỷ USD. Căn cứ trên đề xuất mua sắm của Indonesia đưa ra và đã được Bộ Ngoại giao Mỹ phê chuẩn. Có thể thấy, phiên bản F-15ID mà nước này đặt mua sẽ có cấu hình rất mạnh. Sử dụng động cơ phản lực F-110 GE-129 của General Electric hoặc loại F-110 PW-229 của Pratt Whitney, radar mảng pha điện tử chủ động AESA, loại AN-APG-82, hệ thống cảnh báo sinh tồn EPA-WSS AN-ALQ-250, cấu hình F-15ID cho Indonesia, được đánh giá là có sức mạnh tương đương phiên bản F-15EX hiện đại bậc nhất của quân đội Mỹ. Nhà thầu chính cung cấp máy bay chiến đấu F-15 sẽ là công ty Boeing, có trụ sở ở St. Louis, Missouri, Mỹ. Bộ Ngoại giao Mỹ cho phép tối đa 20 nhân sự đại diện cho chính phủ và nhà thầu Hoa Kỳ được cử đến Indonesia để hỗ trợ kỹ thuật cho các hoạt động bảo trì, bảo dưỡng và thực hiện đào tạo bay cho F-15ID cho phi công của Indonesia có thể thấy ngay sự bất thường khi quyết định phê duyệt bán 36 máy bay chiến đấu F15ID được Mỹ đưa ra ngay sau khi Indonesia ký thỏa thuận hợp tác quân sự với Pháp. Hiện chưa rõ Indonesia sẽ thực hiện cả hai hợp đồng mua máy bay chiến đấu Rafale và F15 hay sẽ chỉ chọn một trong hai. Tuy nhiên, với điều kiện tài chính kinh tế của Indonesia, khó có khả năng nước này có thể cùng lúc mua cả tiềm kích Rafale và F15 mà chỉ có thể chọn một loại máy bay chiến đấu. Trong kịch bản xấu nhất với Paris Indonesia sẽ quay xe, hủy hợp đồng mua Rafan để quay sang loại F-15ID. Nhất là khi Mỹ đã dành cho nước này ưu đãi rất lớn, với cấu hình máy bay chiến đấu rất mạnh mẽ. Các phiên bản Rafan của Pháp sẽ khó có cửa cạnh tranh với sức mạnh của F-15ID. Điều này khiến nhiều người nhớ lại thỏa thuận AUKUS trước đây. Từ chỗ là nhà thầu, đóng các tàu ngầm trị giá hơn 65 tỷ USD cho Hải quân Australia, tập đoàn Naval Group của Pháp đã bị loại khỏi cuộc chơi. Anh, Mỹ và Australia đã cùng ký thỏa thuận liên minh AUKUS hủy bỏ hợp đồng với Pháp để đóng 8 tàu ngầm hạt nhân theo công nghệ từ Hoa Kỳ. Hành động này đã khiến Pháp ủng hận khi mất đi hàng chục tỷ USD vì đoàn chơi xấu của đồng minh thân thiết lô năm trong khối NATO. Chính quyền của Tổng thống Emmanuel Macron đã phản ứng rất dữ dội vì hành động này của Liên minh AUKUS. Trong bối cảnh đó, việc Mỹ duyệt bán 36 máy bay chiến đấu F-15ID trị giá gần 14 tỷ USD cho Indonesia, trong khi hợp đồng bán là vẫn chưa ký giáo mực không khác gì hành động đá đổ nồi cơm của Paris, khiến Pháp chỉ còn biết ôm hận. Một tin tức đáng chú ý khác, đó là trong báo cáo được công bố hôm 7 tháng 2, Trung tâm Chiến lược và Nghiên cứu Quốc tế CSIS cho biết, dựa vào hình chụp từ vệ tinh thương mại của hãng Massa ngày 21 tháng 1, một căn cứ ở Ho Chi tỉnh Chai Gang, có thể là nơi Chủ tiên đặt tên lửa đạn đạo liên lục địa ICBM. Điều gây chú ý hơn nữa là căn cứ được cho là chỉ cách riêng biên giới với Trung Quốc, chỉ khoảng 24 km. Đây được xem là một trong 20 căn cứ tên lửa đạn đạo bí mật của Triều Tiên, nằm bên trong một thung lũng hẻo lánh, cây cối rậm rạp thuộc tỉnh Chagang. Các nhà phân tích cho rằng, địa điểm được chọn căn cứ của Triều Tiên nằm trong tính toán chiến lược của nước này. Thứ nhất, nó giúp ngăn chặn các cuộc tấn công phủ đầu của Mỹ nhằm vào các vũ khí quan trọng nhất của Triều Tiên, vì mối đe dọa có thể nã nhầm hỏa lực vào lãnh thổ Trung Quốc. Victor Cha, phó chủ tịch cấp cao kiêm chuyên gia về Triều Tiên tại CSIS cho biết, vị trí gần biên giới Trung Quốc đóng vai trò như một biện pháp ngăn chặn tiềm năng đối với một cuộc tấn công phủ đầu có thể ảnh hưởng đến an ninh của Trung Quốc. Thứ hai, Bình Nhưỡng cũng sẽ có cơ hội tốt hơn để mở rộng kho vũ khí của mình. Báo cáo cho biết, căn cứ tên lửa Hồ Trung Ni nhiều khả năng có thể là nơi đóng quân của đơn vị cấp trung đoàn được trang bị ICBM. Từ hình ảnh vệ tinh, các nguồn thông tin và dữ liệu ít ỏi có sẵn, căn cứ đã sẵn sàng là nơi triển khai ICBM. Hồ Trung Ni là căn cứ ICBM khả dĩ thứ hai ở Triều Tiên mà các nhà phân tích của CSIS đã xác định. CSIS cũng từng xác định Yu một căn cứ cách thủ đô Bình Nhưỡng 39 km về phía đông bắc, vào năm 2019. Lần này, theo báo cáo của CSIS, có những dấu hiệu cho thấy Hồ Trung Ni đang hoạt động và được bảo trì cẩn thận theo tiêu chuẩn của Triều Tiên. Các hoạt động xây dụng quy mô nhỏ vẫn đang diễn ra ở đây. Lane fast, call it high speed. I've been working hard, yeah, I've been working nightly. If you think you'll win, ha, not fucking likely. I be taking shots, yeah. Cold-blooded icy. Watching numbers grow is what I call sightseeing. In the front row, run it up when they hype me. The following grows, they know how to ignite me. Call me CEO, I've been running shit right. See, and I ain't playing games, I create my own lane, making pleasure out of pain. Uh